Đã hơn 20 năm qua, hàng năm những liên đoàn hướng đạo của tiểu bang Virginia và Maryland đều tổ chức họp mặt đầu năm để mừng xuân. Và năm nay, mừng xuân Kỷ Hợi đã được tổ chức vào sáng thứ Bảy, 16 tháng 2, 2019, tại trường trung học Centerville, thành phố Clifton, Virginia. Có gần 500 hướng đạo sinh, các trưởng, phụ huynh và quan khách của 8 liên đoàn, gồm có Liên đoàn Gia Đình, Hồng Bàng, Hùng Vương, Phong Châu, Phú Xuân, Potomac, Thăng Long và Trừng Vương. Buổi lễ đã được bắt đầu vào lúc 9:30. Sau phần chào cờ, được biết vào tháng 10, các liên đoàn có một buổi họp đầu tiên, sau đó là liên lạc với quận hạt Fairfax để tìm được ngôi trường trung học nào có thể chứa được 500 người trở lên, để tiệc họp mặt xuân được tiến hành. Các em hướng đạo sinh tham gia tất cả các gian hàng, trò chơi, workshop, và mỗi em được phát cho một passport, thẻ thông hành. Sau khi tham dự tất cả các trò chơi mà các em thích thì sẽ được thưởng một huy hiệu làm kỷ niệm của mỗi năm. Năm nay đặc biệt có gian hàng dạy các em viết chữ nôm. Có em thích hát karaoke, học đánh trống, múa lân, làm thủ công. Những màn sở táo quân, chương trình văn nghệ thật vui, thật hay. Các trưởng, các cha mẹ hãnh diện khi biết con mình vẫn còn nhớ đến truyền thống Tết Việt Nam. Tiệc họp mặt xuân kết thúc vào lúc 3 giờ chiều. Tôi là Liên đoàn trưởng Liên đoàn Hưng Đạo Thăng Long, khu vùng Hoa Thành Đốn. Năm mới tôi xin được đại diện tất cả các huynh trưởng, các em hướng đạo sinh và đại gia đình Hướng đạo Thăng Long kính chúc toàn thể quý vị một năm mới vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào và gặp nhiều điều may mắn. Cái Tết ở hải ngoại này, nhất là cái Tết cho các em hướng đạo sinh, đó là một cái sự vui mừng của mỗi năm khi ngày Tết đến. Niềm vui đó đến với các trưởng, đến với các em qua những lần tụ họp trong vùng Hoa Thành Đốn với nhau như thế này. Trải qua nhiều năm sinh hoạt và nhiều năm tổ chức Tết, tôi nhận thấy rằng cái Tết ở hải ngoại, nhất là cái Tết đối với các em hướng đạo rất là cần. Vì khi các em quay quần lại với nhau, từ các trưởng, các em làm quen nhau, hiểu biết lại phong tục của hướng đạo nói riêng và phong tục ngày Tết của người Việt Nam nói chung. Cái đó tất cả mọi người cùng nhắc nhau, nhở nhau nên giữ gìn và trong tương lai vẫn như thế. Em tên là Minh Thư, Liên đoàn Gia Đình. Trước hết năm mới em kính chúc tất cả mọi người một năm mới an lành và hạnh phúc. Mỗi năm tụi em đều đến đây. Và mỗi lần đến đây các anh chị mặc áo dài để nói lên một cái mùa xuân ở một nơi tha hương và chung vui với nhau, một cảm giác thật là hạnh phúc, nhớ về quê hương của mình. Con tên Trời Kim, và đến gần xa mừng tuổi ông bà, chúc cha chúc mẹ mạnh khỏe sống lâu đến đâu được có, còn con còn nhỏ phải xin ăn cho xin mấy chục làm em mấy chục.